Quý vị đang cùng đến với tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay lần 2. Uhm, Nguyễn Khang thấy là thời gian trôi qua thật là nhanh. Mới lần nào tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay lần 1 chúng ta đã gặp nhau. Bây giờ đã là lần 2 rồi quý vị ơi. Quá là nhanh luôn. Chỉ có một mình anh thấy nhanh thôi à. Em thì không thấy nhanh bởi vì lần 1 em không có cơ hội em được tham gia. Em chỉ được xem qua trên kênh youtube thôi. Rất là uhm, tiếc luôn á. Đâu có gì ngạc nhiên em. Mỗi người sinh ra đều có một cái số và mỗi người được sinh ra trong một chòm sao, có người chòm sao may mắn, có những người chòm sao chưa may mắn như em chẳng hạn. À, có à. nghĩa là cái sự mà không có mặt của em ở à, lần một ừ. là cái sự thiếu may mắn của em. Không, cái đó là em suy nghĩ thôi nhưng mà anh thích cái suy nghĩ của em. Ừ. Vậy mà em cứ nghĩ là do cái sự thiếu chuyên nghiệp của anh cho nên là lần hai này ban tổ chức mới mời em để cho củng cố về cái tinh thần của anh. Không phải như vậy đâu em thật ra đó là số một anh làm rất tốt nhưng mà lần này anh Minh Vi muốn có một sự thay đổi để có một cặp MC cao thấp ốm tròn dẫn với nhau để tạo ra một cái sự kết hợp và cộng hưởng đó em thấy không thêm một sự sắp xếp tuyệt vời không một sự sắp xếp nhưng mà tại sao mình không có cái cái từ ngữ cho nó hoa mỹ nó đẹp ngang nhau mà phải cao với thấp rồi ốm với cho anh nói lại để giới thiệu cho sang hơn dạ. đó là một sự kết hợp giữa cao và không cao ốm mà không ốm để kết hợp cùng với nhau vậy được chưa em sai dạ, chưa dạ thôi cũng được ờ, thế thì em uh, có theo dõi những cái số phát sóng của tuyệt phẩm trữ tình sư bà nay lần một không sao không xem à. trời đất ơi em rất là thích luôn á nha wow. dạ, đặc biệt là em ấn tượng từ đầu đến cuối chương trình à với những bài hát với những cái sự sắp xếp và cho tới sân khấu và những bài hát ta nói nó tuyệt vời nhưng mà nếu mà để lại cho em gọi là em thích nhất á à. ấn tượng nhất đó là những cái liên khúc hay quá như vậy anh nghĩ là chắc em nghe nghi nghe lại rất là nhiều lần nghe em lên xe mở nghe suốt thưa quý vị chia sẻ với quý vị về, khi mà cái liên khúc có sự kết hợp của chị tư cẩm ly và hai người học trò đó là cao công nghĩa và thiện nhân thì mỗi một clip liên khúc mặc dù là khoảng tới 30 phút nhưng mà không dưới hai triệu lượt view và cứ tăng lên mỗi ngày ấn tượng chưa hôm nay là để đáp lại lòng hâm mộ của tính cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ tiếp tục với một cái liên khúc nữa và sẽ cùng gặp gỡ cô trò trên sân khấu này mời quý vị dành một tràng phá tay cho sự xuất hiện của nữ ca sĩ cẩm ly hai người học trò cao công nghĩa và thiện nhân <laughs>